Những âm thanh bạn nghe thấy thì không chỉ là những cái âm thanh của một chiếc máy chơi game thùng, mà đó là những cái âm thanh của tuổi thơ của mình. Vậy thì với 2 triệu đồng, với một cái chiếc máy như này, chúng ta có thể quay trở lại tuổi thơ hay không? Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Anh em ơi, đẹp không anh em? Thì đối với cả cái chiếc máy này, mình cảm thấy rằng là nó có một cái thiết kế khá là hoài niệm, khá là tuổi thơ. Thì mình nhớ là khoảng là mình năm lớp 2 ấy, mình hay chơi cái game thùng ở bên cạnh công viên Thống Nhất. Thì lúc đấy là khoảng 2.000 một sèng, và nếu mà mình mang 10.000 ra thì mình có thể chơi cả chiều. Tuy nhiên thì sau đấy thì cái chỗ đấy nó sập và mình chuyển sang chơi Vincom, nhưng mà Vincom đắt quá, thế là mình quyết định là không chơi game thùng luôn. Tuy nhiên thì với cả cái chiếc máy chơi game này, nó đã khiến mình nhớ lại cái khoảng thời gian năm mình lớp 2 như thế. Tại vì sao? Tại vì đây là cái bảng điều khiển của cái game thùng. Và chúng ta sẽ có hai bên như thế này. Đó, để chúng ta có thể chơi với hai người. Thế nên là anh em không phải lo lắng quá về việc là nếu mà chúng ta chơi game chúng ta sẽ bị cô đơn đâu. Ngoài ra khi mà mình nhấc cái chiếc máy này lên thì mình thấy rằng là nó khá là nặng và nó khá là chắc chắn. Và mình nghĩ rằng đây là một cái điều cần thiết trên một cái chiếc máy chơi game như thế này. Tại vì sao? Từ từ, đã nặng quá. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta chơi game thùng ấy thì thường thường anh em sẽ chơi kiểu đó. Thế nên là khi mà nó có một cái sự cứng cáp như thế này, nó có thể chống chịu được những cái pha combat nảy lửa của anh em. Và đối với cả cổng kết nối thì đây là một cái điểm cộng mà chiếc máy chơi game này nó ăn đứt MacBook luôn. Đó chính là nó rất nhiều cổng kết nối. Chúng ta sẽ có hai cổng USB này, một cái jack tai nghe 3.5 này, một cổng VGA này, một cổng HDMI và một cổng nguồn. Đấy, đầy đủ tất cả các cổng để anh em có thể cắm vào để kết nối luôn. Thực sự thì nãy giờ mình cũng nói khá là nhiều về cái phần thiết kế này rồi, nhưng mà anh em không xem cái máy chơi game này phần thiết kế đâu, mà anh em quan trọng là cái trải nghiệm chúng ta nó có mang lại tuổi thơ của anh em trở lại hay không. Cùng đi lắp vào TV chơi nhá. Và tất nhiên là đối với cả một cái chiếc máy như này thì mình không thể nào mà chơi một mình được, chơi mình buồn lắm. Thế nên là mình sẽ mời một bạn, đó chính là bạn Phúc. Ok, xin giới thiệu anh em, đây là Phúc đến từ S Channel. Hello. Chào các bạn. Ok, thì ngày hôm nay mình đến đây với chỉ một nhiệm vụ duy nhất thôi, là mình sẽ phải hành con gà này. Các bạn hãy cùng xem là mình hành con gà này như nào nhá. Mèo mèo. Anh là gà. anh là gà. Ok. Ai rồi sẽ phải gáy thôi anh. Đó, và ngoài ra thì chúng ta có thể thấy ở đây là mình đã bật cái máy lên rồi. Rất là đơn giản, cắm các thứ là bật lên, nó có game cho anh em chơi luôn. Và anh em có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có con số là 339. 339 game? Không, đây là 339 trang game em ạ. Ui. Thế là mỗi trang này là 10 game, tính xương xương ra sẽ khoảng là 3.390 game, gần 4.000. Nhiều nhờ. Trời. Trời hết mẹ Tết luôn anh. Thì đối với cả một cái số lượng game nó nhiều như thế này thì mình nghĩ rằng là chúng ta có thể có một khoảng thời gian chơi rất là lâu dài được. Và ngoài ra nếu mà nói rằng là cái máy này là cái máy mà để cho anh em có thể có một cái vé về tuổi thơ, thì chúng ta sẽ có khoảng gần 4.000 cái vé về tuổi thơ cơ. Anh em chơi tẹt bô đi. Và ngoài ra thì khi mà mình nhìn cái danh sách này ở đây thì chúng ta có rất nhiều game cũng như là rất nhiều cái thể loại khác nhau. Ví dụ như chúng ta có những cái game ở đây là của PlayStation này, như là Tekken hay là Mortal Kombat này. Và ngoài ra thì mình thấy rằng là nó sẽ có một số những cái tựa game của Nintendo, như ví dụ như là Super Mario này, hay thậm chí là hôm qua mình mới tìm được là Super Mario 64, hay là cái đâu rồi Mario Kart cơ. Đấy, nói chung là rất nhiều những cái game độc quyền thậm chí là của Nintendo. Thế nên là đối với những anh em nào mà chưa có cái cơ hội để trải nghiệm những cái tựa game độc quyền huyền thoại như thế này, thì đây sẽ là một giải pháp cho anh em. Mà theo như em thấy thì ở đây nó có phân chia giữa game 2D và game 3D rất là rõ ràng nhá. Thường thì những game 3D nó sẽ có một cái biểu tượng 3D ở ngay bên cạnh này. Đó, các thể loại game nó cũng sẽ được phân chia ra đàng hoàng luôn. Đối kháng này, rồi chơi theo kiểu dạng phiêu lưu có luôn này. Nói chung là máy bay. Nói chung là nhiều. Đó. Với cả dễ tìm đúng không? Đúng vậy. Ok. Rồi. Nãy giờ thì mình cũng đã rồi kết nối này, cũng đã giới thiệu qua cho anh em có thể thấy được cái máy này nó như nào. Nhưng quan trọng là cái cảm giác, cái trải nghiệm chơi game nó sao, đúng không em? Đúng rồi. Bây giờ mình vào luôn game, không nói nhiều nữa. Thật đáng tiếc là tựa game Contra thì chúng mình không vào được. Thế nên là mình đã lựa chọn một cái game khác, đấy là Street Fighter, một cái tựa game đối kháng. Tại vì là Phúc cũng bảo là gánh con gà này, thì mình cũng không biết là con gà nào hay là con gà này. Em sẽ dùng con gái đánh nhau với anh luôn. À. Để đây nói ra rõ cái sự khinh thường ấy ạ. À. Ryu, đúng rồi, đã chơi Street Fighter là phải Ryu. Ngoài ra thì có một cái điều nữa mà mình cảm thấy khi mà mình vừa mới chơi game, đó chính là cái nút bấm nó rất là sướng. Anh em có thể nghe thấy cái tiếng tạch 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 nãy rồi cả hai anh em chơi này. Đấy.
Và ngoài ra mình thấy rằng là trên cái trang chủ của cái nơi bán cái chiếc máy này ấy, mình thấy rằng là họ nói là cái cần gạt này nó đến trực tiếp từ Nhật Bản. Thực ra thì mình không biết nó có đến trực tiếp từ Nhật Bản hay không, nhưng mà cái trải nghiệm chơi của mình rất là sướng. Và mình hoàn toàn có thể kiểu combo trưởng chiếc các thứ bằng cái cần gạt này mà không gặp phải bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Cái độ chính xác nó cũng khá là cao. Và đối với cả phím bấm thì nó nảy, nó khá là nảy, và mình cảm thấy rằng là nó chơi game thích hơn so với cả những cái bàn phím cơ các thứ thông thường. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là ở cái phím này nó khá là to, thế nên là anh em hoàn toàn có thể kiểu đây là những thứ mà chúng ta sẽ không có được trên những cái bàn phím cơ thông thường mà anh em hay chơi. Vậy không thấy nhục à? Tại sao lại dùng con trai để con gái nhỉ? Sao em không thấy nhục à? Sao em để một thằng vừa review đánh em thế? Giờ các bạn có thể hiểu là cái câu chuyện là con gà và quả trứng đúng không? Thì đây là con gà. Còn đây là quả trứng. Em nghĩ em sẽ đấu với nhau lại một lần nữa. Rồi, đấu lại nha. Đấu lại. Em chưa chịu thua. Tất cả mọi cái nó cần có khoảng thời gian để làm quen, các bạn cũng biết đấy. Với cả mình thấy rằng là đối với cả cái máy này ý, nó sẽ xuất được lên chúng ta là 720p. Tuy nhiên thì 720p, nhưng mà tại vì đây là những cái tựa game nó rất là cũ, thế nên là những cái pixel của chúng ta nó vẫn lộ ra rất là rõ. Đặc biệt là khi mà mình chơi một cái màn hình TV như này và ngồi ở một cái khoảng cách nó rất là gần như này, thì mình cảm thấy rằng là nó có cái hiện tượng rỗ rất là rõ ràng luôn. Đúng, nhưng mà đúng những cái tựa game cũ là phải rỗ đúng không anh em? Sao em vẫn thua nhỉ? Kiểu em bắt đầu vào đấm lực quá ấy, xong chả hiểu sao vẫn thua ấy. Nhưng mà anh nhưng mà anh vừa review vừa chơi ấy em. Có nghĩa là anh không À, tức là anh chê em đúng không? Để cho anh thấy. Thì chả chê. Nhận lấy con gà này. Kêu đi, con đi. Wow. Em chấp anh ạ. Hay à? Mày chấp thua rồi cháu. Rồi ôi. Ôi. Chẳng qua là mình nhường em ạ. Người ta có câu là gáy sớm ăn gì. Chẳng qua là em nhường anh vì anh đang review thôi. Vậy là em thương nên em nhường em một tí. Rồi. Coi như để anh giữ thể diện. Ok. Thì mình cũng đã trải nghiệm một cái tựa game nó gọi là nhẹ nhàng rồi. Bây giờ cũng thử xem là những cái tựa game nó nặng hơn, kiểu 3D các thứ thì nó sẽ trải nghiệm ra sao nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ chơi mấy trò đua xe để mình sẽ chứng minh cho anh Dũng thấy là mình là một dân tổ đích thực. À, người chơi hệ phóng hả em? Người chơi hệ phóng ấy, em dân Hà Nội, dân Hoàng Mai đàng hoàng luôn. À. Rồi, và đây là một cái tựa game đua xe, nó 3D. Và chúng ta cùng nhau trải nghiệm xem. Tại vì là sao mà mình muốn test một cái tựa game 3D như thế này, đó chính là mình muốn thử xem cấu hình nó ra sao. Đối với cả cái trang chủ mà họ bán chiếc máy này thì họ nói rằng là chiếc máy này đang sở hữu cho mình một con chip với 4 nhân CPU cũng như là 8 nhân GPU. Thì mình thực sự không biết cái trải nghiệm nó ra sao, nó có mạnh hay không. Và theo những cái gì mà mình đang trải nghiệm ở đây thì mình thấy rằng là nó thực sự không được tốt cũng như là mượt mà cho lắm ý. Tại vì là đối với cả cái tựa game 3D như này, cấu hình nó mạnh hơn một chút. Và khi mà chúng ta chơi những cái tựa game như thế, nó sẽ có hiện tượng gọi là bị giảm FPS. Nó không bị giật đâu nhá, nhưng mà nó sẽ bị giảm FPS. Thậm chí là cái âm thanh của nó không được rõ ràng nữa rồi. Và đây là cái điều mà anh em cần phải lưu ý. Đúng vậy. Mình thấy chơi game khá là giật. Mặc dù thì mình thấy cái cấu hình và đồ họa nó không hẳn là quá cao ấy. Nó chỉ gọi là rất là bình thường thôi. Nhưng mà chơi game thì cái trải nghiệm nó sẽ không thật sự được quá tốt. Nên là anh em cũng không nên mong chờ quá nhiều từ con máy chơi game này. Và như các bạn thấy thì bây giờ anh đang giúp xếp từ 8. À, anh không để ý. Thôi ạ, tất cả nó chỉ là lý do cả thôi. Đấy, thế nên là đối với những anh em nào mà cũng có mua cái chiếc máy này về với cái mức giá là khoảng 2 triệu đồng ý, thì mình nghĩ rằng là anh em có một cái trải nghiệm tốt nhất với những cái tựa game nó nhẹ nhàng hơn một chút, nó cũ hơn một chút thì nó chơi thích hơn rất là nhiều. Tuy nhiên đối với những cái tựa game nó 3D như này mà chơi với nhiều người cũng như là nhiều những cái tác vụ đồ họa nó hiện lên trên cái màn hình thì anh em sẽ có một cái trải nghiệm thực sự không được tốt cho lắm đâu. Rồi, và để tổng kết với cái chiếc máy chơi game này với 2 triệu đồng chúng ta sẽ có những cái gì? Đầu tiên, đó chính là về cái sự chắc chắn cũng như là những cái cảm giác mà chúng ta chơi game với những cái nút bấm như này, mình thấy rằng nó rất là sướng. Anh em có thể thoải mái đập phá các thứ cũng như là kiểu combat nảy lửa, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có một cái trải nghiệm chơi game cực kỳ là tốt. Thậm chí là thích hơn rất là nhiều so với cả những cái chiếc tay cầm cũng như những chiếc bàn phím mà anh em đang có. Và ngoài ra, cái điểm cộng tiếp theo trên cái chiếc máy này đó chính là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái tựa game để anh em có thể lựa chọn.
hơn gần 4.000 game cơ mà. Thì đấy, quá nhiều game luôn, đặc biệt là trong những cái khoảng thời gian mà chúng ta ở nhà như này, chơi game gọi là tẹt bô luôn. Tuy nhiên có một cái điều mà anh em cần phải lưu ý, đó chính là cái con chip ở bên trong cái chiếc máy này nó thực sự không được mạnh cho lắm ấy. Và như anh em có thể thấy là khi mà chúng ta trải nghiệm những cái tựa game 3D chơi hai người, nhiều những cái đồ họa nó xảy ra ở trên cái màn hình thì anh em có thể thấy là chúng ta sẽ bị giảm cái FPS xuống và cái trải nghiệm chơi game nó thực sự không được thích một chút nào. Rồi, và đó là tất cả tuổi thơ của anh em với 2 triệu đồng. Thì không biết anh em nghĩ sao về cái chiếc máy này, thì anh em hãy để bình luận dưới phần comment nhé. Nhớ like, share video và đừng quên subscribe cho anh em TV. Mình là Dũng và mình sẽ gặp anh em ở những video lần sau. Dũng là...